Lực lượng dân phòng Cộng sản Việt Nam đã vừa được quyền truy đuổi tàu thuyền vi phạm. Đây là tin tức đến từ Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ loan tin bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, thì lực lượng dân phòng Cộng sản Việt Nam mới được quyền truy đuổi những tàu thuyền có vi phạm chủ quyền, quyền tài phán quốc gia Việt Nam. Thông báo này của nhà cầm quyền đã khiến cho dư luận Việt Nam vỡ lẽ. Hóa ra lâu nay, lực lượng dân phòng Cộng sản được thành lập để chỉ làm cảnh và bòn rút ngân sách từ tiền thuế của người dân để trả lương, mua sắm các vật dụng mà không có quyền để làm gì cả. Trong khi đó, đã rất nhiều lần ngư dân của Việt Nam gặp nạn ở trên biển, bị tàu thuyền của Trung Cộng xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của Việt Nam để cướp hải sản của ngư dân, thậm chí là bắn chết, phá hoại tàu thuyền của ngư dân Việt. Nhưng lực lượng dân phòng Cộng sản Việt Nam không hề có mặt và ứng cứu.